thân mến, chúng ta đã từng ăn thịt rang, thịt kho, sườn đúng không? Bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn trong cái chương trình này một cái món ăn mới nữa, đấy là món thịt rán ngũ vị. Thực ra thì các bạn cũng biết là cái món thịt quay mà ở ngoài chợ mình hay mua, cái loại thịt quay giòn bì ấy, thì rất là hấp dẫn, rất là ngon. Tuy nhiên là để làm được cái món đó thì khá là cầu kỳ, bởi vì mình sẽ phải cần là có lò nướng hoặc là có những cái chảo dầu lớn để mình chiên. Còn đối với ở gia đình mình nhé, mà muốn làm cái món đó thì cũng hơi khó. Nhưng mà có một cái món có thể thay thế đấy là cái món thịt rán ngũ vị. Có nghĩa là cái khẩu vị của nó ăn cũng thơm ngon không kém gì cái món kia. Thế chỉ khác ở chỗ là cái món này nó không có cái phần bì giòn thôi. Đấy. Thì để làm được cái món này thì các bạn có thể chọn những cái miếng thịt ba chỉ rất là ngon. Sau đó thì mình về mình xẻ mỏng ra một tí. Đó. Và mình tẩm ướp cái gia vị vào bên trong. Đấy. Sau đấy thì mình rán lên. Tất nhiên là để làm cái món đó mà nó nhanh ấy, thì các bạn đừng có tẩm sống. Các bạn nên luộc chín cái thịt khoảng 80%. Sau đó mình xẻ ra và mình tẩm ướp. Thì nếu các bạn muốn để món ăn ngon, các bạn có thể tẩm ướp từ sáng để đến chiều. Hoặc có thể tẩm ướp từ tối hôm nay đến ngày mai mới chế biến. Đấy. Cách làm là như vậy. Còn bây giờ chi tiết thế nào thì các bạn sẽ cùng tôi thực hiện. Ở đây tôi có thịt ba chỉ. Đấy. Ngũ vị hương, gừng, hành. Các gia vị đi kèm có thể có mật ong, có xì dầu, có dầu hào, có một hạt nêm, hạt tiêu và một chút bột canh hoặc là có thể sử dụng bột gà. Tức là nếu như các bạn không muốn sử dụng mì chính, các bạn sử dụng bột gà. Thịt ở đây nguyên tảng đúng không ạ? Thì mình sẽ xẻ làm đôi trước, xong mình luộc sơ. Đấy, mình xẻ cho nó mỏng ra, xong mình cho nước mình luộc. Thì trong lúc mình luộc cái thịt đó thì mình sẽ pha cái gia vị tẩm ướp luôn từ bây giờ. Các bạn có hành khô băm nhỏ, có gừng băm nhỏ. Các bạn không cần nhiều, mỗi thứ một ít thôi. Đây tôi cho vào một chút bột nêm, chút xíu đường, hạt tiêu. Đấy, có thể cho một chút bột canh hoặc bột gà, mật ong. Mật ong cho ít thôi, không trong quá trình rán nó sẽ bị cháy rất là nhanh. Ra thì có ngũ vị hương. Xì dầu. Mấy dầu hào. Sau đó thì các bạn quấy cái hỗn hợp này lên trước. Chút xì dầu để nó hòa tan hơn. Bây giờ mình sẽ xem lại cái miếng thịt của mình sau khi mình đặt vào thì mình có thể lật trở vài lần. Đấy, để cho thịt nó chín đều. Bây giờ thì thịt nó đã chín khoảng độ 80% rồi thì mình sẽ tắt lửa. Đấy, mình tắt bếp, vớt ra và cũng ngâm vào bát nước. Sau khi cái miếng thịt nguội rồi á, thì mình còn phải làm thêm một cái động tác là mình dùng cái dĩa mình xâm đều cái miếng thịt. Đấy. Thì tại sao các bạn phải làm cái này? Bởi vì khi các bạn xâm đều như thế thì cái gia vị nó sẽ ngấm vào trong nó tốt hơn. Đấy, các bạn có thể xâm đều. Sau khi mình xâm đều rồi thì mình cho vào trong cái bát gia vị. Mình tẩm ướp cả hai mặt. Sau khi các bạn tẩm ướp như này thì như tôi có nói với các bạn ban đầu là các bạn có thể để qua đêm hoặc là để khoảng ít nhất là 8 tiếng.
thì cái thời gian ngấm nó sẽ lâu hơn. Tất nhiên là nếu mà các bạn chưa biết cách để mà gia vị thế nào cho nó đều ấy, thì cũng là rất là khó cho các bạn nội trợ để làm vừa món ăn. Tuy nhiên thì cứ theo như kinh nghiệm của đầu bếp ấy, thì các bạn làm sau khi mà mình hòa cái sốt ban đầu để mà mình cho vào tẩm ướp thịt này thì mình nên nếm cái sốt đó. Đấy, nếu nó vừa thì mình hãy tẩm ướp đến thịt, bởi vì khi mà mình đã tẩm ướp vào trong thịt rồi thì rõ ràng là rất khó để mình nếm lúc này đúng không ạ, vì thịt nó cũng chưa phải là chín hẳn. Đấy, cho nên là tốt nhất là cái khi mà mình pha sốt từ ban đầu thì mình nếm có cái độ ngọt vừa, độ đậm vừa, thì lúc đấy mình đem ra mình ướp thịt. Đấy. Bây giờ việc tiếp theo là chúng ta sẽ cho lên bếp để chúng ta rán cái miếng thịt này. Tên của món ăn là thịt rán ngũ vị, có nghĩa là mình sẽ không dùng lò. Đấy, mình sẽ rán trực tiếp. Cũng là do mình đã sử dụng cái thời lượng nấu chín trong nước khoảng 80% thịt đã chín. Cho nên khi các bạn rán lại cái món này nó cũng không bị tốn quá nhiều thời gian. Tuy nhiên là các bạn nên nhớ rằng trong cái tẩm ướp của mình nó có mật ong, có đường. Cho nên khi các bạn mà rán á, mà các bạn cho lửa nó to quá thì cái bề mặt ở bên ngoài rất là dễ cháy. Đấy, có thể thịt ở trong nó vẫn đã chín bởi vì là mình đã luộc rồi, nhưng mà nó sẽ cháy ở ngoài, ở trong rất là xấu. Cho nên các bạn đặt vào trong lửa vừa phải và cảm thấy rằng là khi nó nóng đủ thì mình vẫn có thể hạ nhiệt đi, lật trở đều đặn. Bây giờ thì mình đã có cái miếng thịt rán rất là ngon đúng không ạ? Đấy, thì mình sẽ bỏ ra thớt và mình thái mỏng ra. Bởi vì nó không thể để nguyên cả miếng như này để phục vụ được đúng không? Mình sẽ thái ra. Các bạn nhìn thấy là màu sắc nó rất là đẹp. Đấy. Và các bạn có thể thái hẳn theo kiểu từ trên xuống này cũng được. Tuy nhiên là như vậy thì trong cái lát thịt nó bé. Đấy, cho nên các bạn có thể thái hơi vát một chút. Đấy. Ta có thể làm một cái hoa cà chua. Đấy, hoặc là các bạn có cái rau như rau húng, đấy, húng quế, các bạn có thể bày thêm mấy lá ở giữa. Nếu không thì các bạn để một cái bông hoa vào giữa thì trong cái đĩa của mình nó sẽ rất là hoàn thiện. Các bạn thấy cách gọt hoa cà chua như vậy. Đấy, sau mình cuốn nó lại. Rất là nhanh đúng không ạ? Đấy, sau đấy thì mình cắt cả cái cụm này. Đặt cái này vào trong này. Các bạn thấy không? Chỉ với một cái sự tinh tế rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Các bạn sẽ nhìn thấy rằng là cái bông hoa nó điểm cho cái đĩa ăn của mình trông nó hấp dẫn hơn rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng với món ăn này các bạn có thể đem phục vụ ở nhà hàng để kiếm tiền chứ chưa nói là để phục vụ cho mỗi trong gia đình mình đâu. Chúc các bạn thành công.